Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 15 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, tuy nhiên mùa mưa lũ tại miền Trung chỉ mới bắt đầu. Khi theo như dự báo thì trong những ngày cuối tháng 9, Trung Bộ có thể sẽ tiếp tục đón thêm một cơn bão nữa. Thông tin cụ thể sẽ được chúng tôi cập nhật gửi tới quý vị trong ít phút nữa. Còn đầu tiên, như thường lệ sẽ là thông tin về thời tiết của ba miền Tổ quốc. Một khối không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta trong ngày hôm qua, cùng lúc trên độ cao 1.500m có nhiễu động gió đông đưa ẩm từ biển vào đất liền. Tương tác của khối không khí lạnh và nhiễu động gió đông đã gây ra mưa to ở khu vực ven biển phía đông, vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trong sáng sớm ngày hôm nay, khu vực ven biển phía đông, vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, phía Bắc Sơn La tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 70mm. Mức nhiệt thấp nhất phổ biến trung bình khoảng từ 23-26 độ. Với các tỉnh thành miền Trung, các tỉnh từ khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế tiếp tục sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào thì mưa chỉ còn xuất hiện vào thời điểm chiều tối, trời có nắng với nhiệt độ dao động từ 32-34 độ. Ở phía Nam, mưa chiều nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên đồng loạt giảm xuống toàn diện rải rác và hầu như là không còn điểm nào mưa to vượt quá ngưỡng 30mm. Nền nhiệt trong ngày ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tăng nhẹ thêm từ 1-2 độ. Cao nhất khu vực Tây Nguyên dao động từ 28-30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ, mức nhiệt phổ biến là từ 30-33 độ. Tiếp theo là tin cảnh báo bão sống. Thưa quý vị và các bạn, qua quan sát trên các mô hình dự báo trên thế giới, hiện nay trên khu vực ngoài khơi vùng biển Philippines đã hình thành một vùng áp thấp mới. Hồi 5 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,2 độ vĩ bắc, 136,2 độ kinh đông, cách đất liền miền Trung Philippines khoảng 1.200 km về phía đông nam. Dự báo trong 72 đến 96 giờ tới, áp thấp di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, tiến vào đất liền Philippines và gây mưa lớn cho miền Trung nước này. Trong tuần sau, áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển lệch về phía bắc, đi vào khu vực giữa biển đông, sau đó mạnh lên thành bão số 6 với tên quốc tế là Diamo. Bão số 6 trong những ngày tiếp theo được dự kiến sẽ đổ bộ vào Trung Trung Bộ trong ngày 25 tháng 9. Qua đó cho thấy thì diễn biến của vùng áp thấp này sẽ còn rất phức tạp, vẫn cần phải theo dõi thường xuyên do còn có thể chịu nhiều hình thế thời tiết khác chi phối. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết định cần đưa ra cảnh báo sớm để gửi tới quý vị và các bạn.